không có bạn nữa thật. 35.000 đó cô, 35.000 cái quản lý đúng không? À, mọi người ơi, mình tham quan căn này là căn 3 phòng ngủ nhỏ nha mọi người. Đây mọi người ơi, đây là cái mẫu sofa và bàn ăn thực tế bên em sẽ bàn giao nha mọi người. Dạ, đây là cái mẫu bàn ăn và sofa thực tế là bên em bàn giao nha. Dạ. Bàn ăn là thực tế. Đúng rồi, đây là mẫu thực tế luôn. Dạ, đúng rồi. Còn bên căn hộ kia là tụi em đã đổi mẫu rồi. Mọi người lưu ý giúp em là khi mà khách hàng hỏi thì mọi người nói giúp em đây là cái mẫu thực tế bên em sẽ bàn giao nha mọi người. Sofa màu giống như vậy, bàn ăn và ghế mẫu giống như vậy. Căn hộ mình thì sẽ không có bàn giao những cái đồ trang trí thôi. Còn ngoài ra thì đầy đủ vật dụng hết. Như khách hàng là chỉ việc xách vali và ở thôi. Căn này bao nhiêu mét vuông vậy? Căn này là thông thủy là 97m², 3 phòng ngủ nhỏ. Máy giặt máy sấy là sẽ bàn giao luôn. À, ví dụ như những cái muỗng nĩa nè, trang trí thì bên em không bàn giao nha. Dạ. Dạ, có bàn giao tivi nha chị. Đây cái khu vực chỗ khu vực học này tụi em cũng có bàn giao ghế nha mọi người. Cái ghế này có bàn giao. Đây, ghế này là có bàn giao nha. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà ghế này thì không ạ. À. Ghế này là ghế trang trí thôi. À, thật ra thì thật sự là trong căn hộ của mình á, mình là bàn giao gần như là full rồi. Chỉ có những cái đồ trang trí và một số cái trường, một hai cái ghế vậy thôi, chứ còn lại là đều bàn giao hết. Dạ. Cái gì thì mọi người nhớ giúp giùm em. À, dạ mình có tranh nhưng mà cái mẫu tranh nó sẽ không giống hoàn toàn như vậy và nó tùy căn bên em sẽ cung cấp những nó khác nhau. Dạ đúng rồi. Máy lạnh rồi. Dạ máy lạnh rồi. Mình sẽ có cung cấp máy lạnh cho khách. Thật ra máy lạnh rồi thì anh chị dễ vệ sinh hơn đó. Giường ngủ thì tụi em sẽ bàn giao mẫu giường giống như vậy luôn nha anh chị. Dạ đúng rồi, như hai phòng ngủ khoảng hơn 10 tỷ em nói chung em ví dụ 10 tỷ cho nó anh chị dễ nhớ thôi. Thì mình chỉ cần bỏ 3 tỷ thôi là anh chị nhận nhà rồi. Xong mỗi quý anh chị đóng 5% và cái 35% cuối thì tới cuối 2024 mình mới đóng mà. Tới cuối 2024 mới đóng 35% còn lại. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Các bác sản phẩm xưa tên đó là Somerset gì đó. Bây giờ đổi tên này nó dạ, đúng tại sao đổi và có vấn đề gì à? Dạ không, tại vì Somerset là một cái thương hiệu cái này thì anh chị có thể lên Google search thì thật ra là Capital Anem là có sở hữu thương hiệu Escort. Thì cái căn cứ là Escort là họ kinh doanh về mảng căn hộ dịch vụ anh. Thì Escort là ngoài Escort ra họ còn có những cái thương hiệu là Somerset, Citadin vân vân, tức là nó thuộc về gọi là sở hữu bản quyền về cái tên kinh doanh căn hộ dịch vụ rồi. Mình không thể để như vậy được. Giống như anh thể thấy cái tòa Somerset ở Nguyễn Bỉnh Khiêm nè, Somerset Nguyễn Minh Khai. Dạ, nó là một cái về cái tập đoàn chuyên về cho thuê căn hộ dịch vụ của anh. Còn mình là bây giờ mình là căn hộ tòa căn hộ cư dân mà mình không thể để như vậy được. Ban đầu là nó là pháp lý, nó là căn hộ dịch vụ, sau đó nó lại chuyển qua thành căn hộ để ở. Dạ, thật ra dạ về bản chất á là cái căn hộ của mình là có, thật ra khi mà khách hàng mua anh vẫn có quyền cho thuê. Dạ. Không đúng rồi, nhưng ý là ban đầu nó là căn hộ thương mại, tức là nó, cái pháp lý của nó ban đầu là dành cho dịch vụ thương mại. Bây giờ chuyển thành để ở. Dạ, tức là hồi trước á là giống như là anh hình dung giúp em là hồi trước cái tòa này giống như là việc hành cho thuê thì thật ra về bản chất nó bình thường thôi, giống như bây giờ anh có căn hộ anh cho người ta thuê vậy đó, thì bản chất nó vẫn là căn hộ bình thường. Nhưng mà bây giờ anh không có kinh doanh về cái mặt chất anh ở đó, mình đúng mình nó dễ hiểu thôi chứ không phải thương mại hay là gì.
sử dụng là khóa điều kiện á, cho nên là không có thấy sai. Cái file cũng sẽ em lời được. Tôi biết đang điều chỉnh. Là cũng của bên của Capitaland luôn. Cái này cũng của Capitaland luôn. Nhưng mà nghe nói là được trước là có chủ đầu tư khác phát triển rồi, sau đó không phát triển nữa, thì mình mới mua lại cái mảnh đất. Đúng rồi, tức là mình mua mảnh đất này mình phát triển dự án của mình. Thì cái này thì khách hàng hỏi thì em cứ nói bình thường thôi. Tại vì thật ra cái việc mà chủ đầu tư họ mua lại dự án họ phát triển thì cũng bình thường, hiện nay trên thị trường cũng rất là nhiều. Ví dụ như Massara họ cũng mua lại dự án của Vinhome này nọ cũng xây dựng. Nếu mà họ mua lại cái kiểu mà đất trống thì họ xây là bình thường, nhưng mà họ chỉ sợ là giống như là cái thằng Ketinot á, giống như cái thằng Ketinot nó xây giữa chừng xong rồi mình mua lại đi xây chồng lên á. Thật ra mà nói á, thì ví dụ như bên chị á, khi mà bên chị làm một tòa nhà thì thật sự là đều có kiểm tra về chất lượng và móng cọc vân vân, và mình đều kiểm tra cái độ an toàn cho khách hết. Nhưng cái này thì về gọi là về độ an toàn á, thì em cũng nói khách hàng yên tâm, tại vì Capitaland đó giờ bên chị cũng xây rất là nhiều dự án tòa nhà rồi thì mình vẫn phải đảm bảo độ an toàn cho khách hàng chứ. Nói chung thì về cái mặt về chuyên môn kỹ thuật xây dựng thì thật sự là mình cũng không phải chuyên về kỹ thuật để mình nói chuyện với khách, nhưng thật ra thì ý là em cũng có thể nói khách hàng là Capitaland mình cũng đã có rất là nhiều dự án ở Việt Nam rồi, và khách hàng cũng có thể kiểm chứng độ uy tín, chứ không phải là mình bất cứ một dự án tòa nhà nào bên chị xây thì đều có một cái đội gọi là xây dựng và kiểm tra độ an toàn rồi cũng phải báo cáo với nhà nước thì nọ thì mình mới có đủ điều kiện mình bán mình xây. Thì nếu cái là công ty nước ngoài thì cái đó họ làm cũng chuẩn lắm. Cái này của ai vậy ta? Để cho đá thì cái này thì sau này khách mua phải tự trang trí. Dạ đúng rồi. Đấy là mua rồi. Cái vách này là bên em làm thuê với mọi người, nhưng mà cái tường này nè là tường chịu lực nha. Dạ đúng rồi. Ví dụ cái vách này á, ví dụ như thật ra hôm trước thì bên em cũng có một số khách họ tới xem, thì cũng có những khách là họ nói là sau này anh chị sẽ làm một cái gọi là cái tường kéo qua tới đây. Đó nói chung là tùy nhu cầu của khách thôi, nên thật sự là nếu mà khách có hỏi về trang trí thì sau này khi mà khách nhận nhà họ sẽ submit cái đơn gọi là request chỉnh sửa gì đó lên ban quản lý. Nếu như những cái chỗ nào mà có thể chỉnh sửa được thì bên ban quản lý họ sẽ duyệt, còn nếu không thì họ sẽ báo lại với khách hàng. Dạ thì chứ mà, mọi người đừng hứa với khách là anh chị ơi tường này đập được, tường kia không đập được là chết em. Mình không biết tường nào đang là tường. Dạ đúng rồi, về cơ bản nếu mà mình nhìn mắt thường mình không biết được thì mình đừng hứa với khách nha mọi người. Không dám hứa đâu. Cái này thì kiểu vợ chồng trẻ ở cũng thích ha. Dạ thì ở đây thì cũng rất là nhiều khách hàng mua mà lâu lâu mới về ở đó mọi người. Dạ. Thì bỏ ra 3-4 tỷ là mình có thể đi sở hữu. Mọi người ơi, vậy bây giờ mình di chuyển lên coi penthouse nha mọi người.